Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Và quý vị khán giả thân mến, rõ ràng là đúng thật ai cũng có chuyện. Và chỉ khi nào chúng ta là họ thì chúng ta mới có thể biết chính xác câu chuyện đó nó đã tác động đến đời sống của chúng ta như thế nào. Nó tạo ra cho chúng ta những nhận thức, tình cảm, thậm chí là những cái tổn thương dai dẳng ra làm sao trong góc nhìn của chính mình. Chúng ta sống cuộc đời của mình, chúng ta thường có những cái câu cảm thán là sao nhìn người ta sướng quá, phải chi mà mình được như người này, phải chi mình được như người kia. Nhưng rõ ràng là trong từng cuộc đời nó đều có những cái đoạn rất là thăng thì cũng sẽ có những cái đoạn rất là trầm. Ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ đến với một câu chuyện của một ai đó. Và chuyện đó xảy ra như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật của chương trình. Chào em. Dạ, chào chị. Hôm nay em 27 tuổi, hiện tại em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Điều gì khiến em có một cái yêu cầu ngay từ đầu hãy có một cái góc máy khác để mọi người không có quan sát được mình? Em muốn có một sự an toàn cho bản thân. Cho bản thân hay là cho những người có liên quan đến câu chuyện của mình? Dạ, chắc là cả hai. Dạ. Câu chuyện của em ngày hôm nay nó sẽ là ở cái nhóm sự kiện nào? Dạ, chắc là tình. Tình. Một cuộc tình. Dạ. Đã qua hay là đang có? Đã qua. Tại sao đã qua rồi mà mình vẫn muốn giữ một cái sự an toàn cho người có liên quan? Tại vì câu chuyện này của em nó cũng đã trải qua cũng 6 năm rồi. 6 năm rồi. Dạ, và 6 năm đó là những cái sự tổn thương nó chưa được giải quyết. Và em cũng muốn thông qua chương trình này để cho mình có một bước ngoặt thêm trong cuộc sống của mình. Và em cũng mới trải qua đây thôi, chưa hẳn là em đã trải qua rồi. Đang thực hiện một nghi thức tâm lý hả? Dạ đúng rồi. Vậy thì bây giờ câu chuyện đó đã 6 năm rồi. Vậy thì cái mối tình đó nó kéo dài bao nhiêu lâu? Mối tình đó kéo dài 6 năm luôn. Mối tình đó kéo dài 6 năm. Rồi từ cái lúc chia tay cho đến thời điểm bây giờ em ngồi đây nói chuyện với chị là 6 năm luôn. Là cộng lại là 12 năm rồi. Tính từ điểm khởi đầu. Dạ. Một con giáp rồi đó. Rồi vậy thì bây giờ ký ức của mình còn rõ ràng ở khoảng 12 năm về trước, để nhớ rằng là cuộc tình ấy đó đã bắt đầu như thế nào không? Em Hôm, thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Dạ, trước khi mà em kể về câu chuyện 12 năm đó thì em có một cái nhận ra, đó là có những cái tổn thương và những cái điều mà em trải qua trong mối tình đó nó liên quan đến cái tuổi thơ của em. Chấn thương tâm lý thời thơ bé. Cái con người hiện tại của mình, tính cách của mình nó sẽ liên quan đến tuổi thơ của mình. Dùng từ này có lẽ nó chính xác hơn. Đó là tất cả những gì mà chúng ta đã từng trải qua, nó đều là những cái chất liệu để tác động tạo nên con người hiện tại. Tại sao chúng ta phải dùng từ tác động? Bởi vì nếu như mà chúng ta chỉ dùng đơn thuần là tự hình thành thì nó sẽ tạo ra một cái câu chuyện không có thuyết phục, là tại sao có những đứa trẻ nó cùng trưởng thành trong cái hoàn cảnh đó mà sao lớn lên cái đứa này thì nó thế này mà đứa kia thì nó thế kia. Cái đã xảy ra trong cái mối quan hệ của em mà em nhìn thấy nó chính là một cái sợi dây được liên kết từ chấn thương tâm lý thời thơ bé, thì nó sẽ là cái diễn biến nào? Em sinh ra ở một ở vùng quê. Em sinh ra trong gia đình là em có ba người chị và ba mẹ em đều là những người nông dân. Người gần nhất cách em là 8 tuổi. Nên từ thơ bé là em phải sống một mình, em phải chơi một mình, em không có nhiều bạn, em có không có ai để chia sẻ hết. Khi mà em lớn lên em nhận thức được là các chị của em cũng đã đi làm hết rồi. Ba em hay có những cái bạo lực gia đình với mẹ em. Em rất là hận ba em hận cực kỳ. Buổi chiều tới là ba em, khi mà ba em uống rượu vào rồi say rồi thì ba em sẽ có những hành động là đánh mẹ em vào buổi tối. Chỉ có một mình em mà mẹ em phải nhận những cái hậu quả đó. Tại vì các chị em cũng đi làm hết rồi. Em nhớ có một lần đó là ngày mùng 3 Tết. Xung quanh em thì họ vui vẻ, họ chơi. Còn ba em thì đánh mẹ em và một mình em bất lực. Lúc đó em nhớ là học lớp 3, em không biết cái gì hết. Để mà em có thể làm em chỉ biết khóc thôi. Thì lúc nhỏ em rất là hận ba em. Em hận ba em nhiều, em tới mức mà có một cái diễn biến đó là em với bạn em ngồi nói chuyện với nhau. Thì bạn em mới có nói là ê, tao nghe nói là ngón trỏ mà nó dài hơn ngón chân cái á, ba thì bắt trước mẹ, kiểu của con nít chơi thôi. Thì lúc đó em ngồi em kéo cái ngón chân trỏ của em lên cho nó dài ra để ba em chết trước. Em nói với bạn em là như vậy, em kêu là tao muốn như vậy để cho ba tao chết trước, tao không muốn mẹ tao khổ. Nó hình thành một cái điều như vậy. Vậy đến lúc mà chuyện học hành của em nó cũng không có suôn sẻ, tại vì lúc đó em phải lo lắng nhiều thứ. Mẹ em thì cũng phải đi làm, ba em thì cũng làm, hầu như là cái ngôi nhà đó em ở một mình. Em phải chịu những cái tác động từ đó một mình em phải tự gánh vác mọi thứ, em phải tự nấu ăn, em phải tự làm hết mọi thứ. Có thể hình dung đó là một cậu bé cô đơn nè, có nhiều nỗi hoảng sợ nè. Dạ. Không tìm kiếm được một cái nơi nương tựa an toàn mà vốn dĩ trong cái độ tuổi đó là gần như các con có sẵn ở đó, một ông bố, một bà mẹ, một gia đình.
thật sự là em không có hạnh phúc. Em chỉ muốn là em cố gắng làm sao để em có thể đi ra khỏi cái ngôi nhà đó. Em nhớ là năm cấp 2 của em học rất tệ luôn. Và đến năm cấp 3, khi mà em học lớp 10 thì nó cũng là bắt đầu một cái mối quan hệ đầu tiên của em. Đó là em cũng được một cái dàn máy tính. Lúc đó thì nó rất là vui. Tại vì lúc đó nó như là một cái công cụ để cho em thỏa mãn được những cái điều mà em muốn. Em gặp một cái người đó qua Yahoo. Chuyện với nhau, em với bạn đó chat Yahoo rất nhiều. Em không biết tại sao bạn đó lại thích em. Bạn đó làm cho em có động lực hơn trong học tập. Cái đó là để cho em có giá trị với bạn đó. Thì em học khá là tốt. Mình thấy mình tích cực hơn. Dạ đúng rồi. Gia đình em thì lúc đó tự nhiên nó cũng có những cái khoảng thời gian nó sẽ ổn hơn. Ba em cũng ổn hơn, mẹ em cũng ổn hơn. Và em chính thức quen bạn nữ đó. Đó là tình yêu của tuổi học trò. Nhưng mà em thật sự là em không có nhớ nhiều về cái mối tình của bạn đó. Em chỉ nhớ đến một cái khoảng bắt đầu là mùa hè năm lớp 10. Anh họ của bạn đó từ Sài Gòn về quê. Đến lúc mà em nhận được cái thư đậu đại học. Cái ước mơ duy nhất của em lúc đó là em muốn thoát khỏi cái cảnh ở quê rồi. Nó lại âm ỉ trong em rồi. Và em quyết định là phải làm sao để vào thành phố học. Chứ em không thể nào học ở dưới quê hay là đi một nơi khác. Mà chỉ là ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Tụi em cũng có những xích mích qua lại với nhau. Thì tụi em chia tay lúc mà em vừa lên Sài Gòn học luôn. Cái người anh họ đó là cái người mà cũng là thay đổi cuộc đời em rất là nhiều. Đó là anh đó bên cạnh em. Bên cạnh em 100% luôn. Anh đó là người trải qua với em quá rất nhiều thời gian. Lúc đó em cũng không có nhận ra có cái điều gì hết. Em chỉ thấy bình thường thôi. Thật sự là không nhận ra. Dạ, thật sự là em không nhận ra. Em chỉ thấy có những cái cách anh đó quan tâm em. Đó là ví dụ như là đi xem phim thì anh đó bỏ cái gạt ly xuống cho em. Hoặc là đi trước để mở cửa. Hoặc là gạt trống xe. Có một anh cái... lớn hơn em bao nhiêu tuổi? Dạ, 8 tuổi. Cho nên mình thấy quá trưởng thành đúng không? Dạ. Anh như vậy đúng không? Dạ, tại vì tụi em cũng nói là mình là anh em kết nghĩa. Đến 2013, cuối năm đầu 2014 á, cái đêm giao thừa, anh nó gọi là alo, hiện tại thì em có đang rảnh không? Mình coi bánh pháo hoa chung. Thì lúc mà bánh pháo hoa đùng thì anh đó kêu là hay là em làm review anh đi. Em mất đâu đó 10 giây bị hụt một cái, em kêu ủa, có chuyện gì xảy ra? Nhưng mà em đồng ý. Khi mà anh đó kêu em có chắc không? Em kêu là ok thì thử đi. Và thử? Cái chữ thử này được em hiểu theo nghĩa nào? Em muốn thử cái tình cảm của một người nam. Nhưng mà em có rung động với ảnh không? Dạ không. Em có rung động với con trai không? Dạ không. Mình bước vào mối quan hệ này để mình kiểm tra điều gì? Để mình quên cái cô gái kia? Dạ không. Hay để mình được hưởng thụ cái lợi tức trên cái mối quan hệ mà mình hiểu nếu như mà mình từ chối tình cảm có thể mình mất luôn cái người anh này nè. Em muốn chiếm đoạt cái người đó cho mình. Mình không muốn mất cái mối quan hệ này. Dạ. Cho nên bây giờ gọi tên nó là mối quan hệ nào cũng được. Dạ, miễn là mối quan hệ đó còn là được. Dạ chính xác. Rồi thế thì sau đó cái kiểu yêu đương nó sẽ là cái kiểu nào? 3 ngày sau đó là 3 ngày Tết và em không ngủ được. Đi gọi điện hết cho bạn bè em hỏi. Em hỏi cái gì? Em hỏi là ê mày ơi sao tự nhiên nói như vậy? Giờ tao quen con trai thì sao? Rồi cái là tự nhiên người ta tỏ tình với mình thôi, giờ cả làng biết hết luôn. Dạ, thì hầu hết là tất cả người bạn trong nhóm chơi chung của em lúc đó đều biết hết. Thì các chị chơi chung á thì mấy chị cũng lớn hết rồi. Chỉ có em là hầu như là nhỏ nhất. Mấy chị kêu là tao thấy được. Tại vì tao thấy hai đứa ba nhìn nhau không phải là một hai người bạn bè. Thì em trở lại Sài Gòn thì đúng cái dịp đó là Valentine. Trong một quán nhạc acoustic tự nhiên có một người kêu là đây là một món quà dành cho một cái người đặc biệt. Phát bài Mình Yêu Nhau Đi, anh đó hát tặng em thì em rung động. Tuy nhiên thì đâu đó trong bản thân em á, lúc đó em không có trân trọng mối quan hệ đó. Em chỉ nghĩ một điều là tao đang thử thôi, tôi đang quen anh thử thôi. Và em vẫn nghĩ là em sẽ quen con gái được. Là lúc này em bước vào mối quan hệ này như một cuộc chơi. Chính xác, em chỉ xem nó là một cuộc chơi, một cái nó vừa là một cuộc chơi mà nó vừa là cái việc bảo toàn quyền lợi của mình trong một mối quan hệ mà mình đã được thừa hưởng quá nhiều thứ trước đây. Dạ đúng rồi. Nói chung là thời gian đầu mà tụi em quen nhau á thì tụi em cũng rất là vui, cũng giữ được cái mối quan hệ đó. Anh làm tiếp viên thì anh nó cũng bay đi bay về, cũng nói chuyện người thường xuyên, cũng nhắn tin, rảnh thì nhắn tin, còn không thì em vẫn đi học. Lúc đó là em đã chuyển lại Sài Gòn và em bắt đầu thích nghi được với cái cuộc sống ở Sài Gòn rồi. Em bắt đầu đi làm thêm thì em có rất nhiều mối quan hệ và rất nhiều những cái bạn quen từ những cái khoa khác trong trường. Và bắt đầu em tránh xa dần anh đó nhiều hơn. Em nghĩ là đâu đó anh đó vẫn ở đó thôi. Mình vẫn tin là người ta ở đấy vì mình đúng không? Dạ. Sao? Thì tụi em có những cái cuộc vui riêng. Em đi chơi, em đi với bạn bè em. Anh đó cũng không nói gì hết. Anh đó cũng kêu em đi thì cứ đi thôi. Tới khi đi chơi thì về nhắn anh. Không luôn, không nhắn. Đến cái đợt đó anh đó lần đầu tiên được bay nước ngoài, bay quốc tế. Thì anh đó bay phải mất mấy ngày. Thì anh đó nói là bây giờ ở Việt Nam mà gọi về nước ngoài á, thì nó rẻ hơn. Ở nước ngoài mà gọi về Việt Nam thì em cứ gọi cho anh đi rồi có gì anh gửi tiền lại cho em. Lúc anh về anh trả lại tiền lại cái viện phí đó chị. Anh đó đi, em chưa bao giờ gọi cho anh một cuộc nào hết.
Vì sao? Vì sao mình ngay cả khi người ta đã rời đi một cái khoảng cách địa lý nó xa rất là rõ như vậy luôn mà mình vẫn cảm thấy bình chân như vậy vậy đó, mình dạ. cảm thấy bình thường. Em cứ nghĩ bình thường thôi, anh nó thì anh nó đi rồi về thôi, có gì đâu, đâu phải đi. Em còn nghĩ là rồi có phải đi định cư đâu mà sợ. Chỉ đơn giản là mình không có, thật sự là mình không có muốn chăm chút cho mối quan hệ này. Dạ đúng rồi. Rồi sao? Rồi bắt đầu có những cuộc cãi nhau nhiều hơn và em có những cái lời nói hơi hỗn, có những câu chửi thề, có những cái từ ngữ em không nghĩ lúc đó em là người nói ra những cái câu đó. Và có một điểm nữa là ai hỏi em là có người yêu chưa, em đều chưa. Mặc dù là có một số người cũng biết nhưng mà họ kêu là ủa cái người em đi làm thêm á, bạn đó anh nói tới chở em về. Em nói anh đứng xa đi, anh đứng ở đâu đó xa rồi em đi bộ tới, anh đừng có tới. Anh nói kêu ủa sao vậy, tại vì em không thú người ta biết. Thì anh nói, vì em còn nghĩ đến sau này em sẽ lấy vợ. Dạ chính xác, chính xác. Em nghĩ là em vẫn có thể có bạn gái được. Thì anh nói ok. Vậy thì bây giờ xác định là cuộc tình đấy là bởi vì mình, cái bản dạng giới của mình, cái xu hướng tính dục của mình là thuộc nhóm bisexual, hay mình là một cái người thực ra không hề có cảm hứng cũng như không có xu hướng tính dục của một người bisexual? Dạ, thật ra là em lúc đó em nghĩ em là bisexual, nhưng mà sau này đến khi mà em nhận ra được hết mọi thứ rồi á chị, thì em nghĩ em là gay. Nhưng tại thời điểm đó mình còn nghĩ mình là con trai nữa cơ. Dạ đúng rồi. Và chị, đây chỉ là một cái cuộc dạo chơi dạ, là cái gì? Dạ chính xác. Em giống như nãy chị nói, em chỉ muốn giữ lại cái mối quan hệ đó thôi, chứ em không có muốn mất người đó thôi. Một cái nguồn lợi không dạ. thể nào bỏ được. Dạ chính xác. Em với anh đó có hai cái biệt danh. Anh nói tên là Khánh, em tên là Toàn. Thì hai đứa cũng hay gọi nhau là em là Tô Ca còn anh là Ca Tô. Anh đã xăm cái tên của em đó lên trên cái vai ảnh. Em kêu là ủa không chi vậy. Anh kêu là anh muốn gánh cả thế giới của anh trên luôn. Thì lúc đó em kêu sến. Em cũng vẫn giữ cái tính cách đó của em. Em vẫn nói những cái lời rất là nặng. Và cái cuộc tình đó nó trải qua chỉ được vỏn vẹn vài tháng vui thôi. Còn lại nguyên một cái khoảng thời gian sau đó là tụi em cãi nhau rất nhiều. Và tụi em không hề có một lời chia tay chính thức. Và đến một đợt đó em đi chơi với một người bạn về. Anh đó đứng ở ngoài trước nhà em và anh đó nói là hôm nay là ngày 20 tháng 10, anh muốn tặng em một món quà. Em kêu không, em không phải là nữ nên em không cần cái đó, nên anh đi về đi. Mà thật ra em nói vậy thôi, nhưng em đi chơi với người, đi chơi với người khác. Thì em về thì anh đó đứng thấy, thì anh đó không nói gì hết, anh đó kêu thôi anh tặng em rồi anh đi về. Và em cũng bình thường rồi em đi vào. Từ đó là anh đó mất tích khỏi cuộc đời em rồi. Một cuộc tình không có lời chia tay. Dạ. Mặc dù nó có cái thủ tục mở đầu rất là trịnh trọng. Dạ. Và sau khi mà anh đó mất đi rồi á, em cũng bình thường lắm. Em nghĩ là anh đó vẫn đâu đó thôi. Chắc là cũng như những lần trước thì mất liên lạc rồi thì sẽ liên lạc lại. Đến bao lâu mình mới giật mình thấy rằng là mọi dạ, thứ 3 tháng. Đó là lần cuối. Ba dạ, tháng. Em khủng hoảng, em đi tìm kiếm anh đó rồi không có. Cái lúc mà em bắt đầu tỉnh ngộ là mình đã thực sự mất mối quan hệ này rồi. Dạ. Cảm xúc của em lúc đó như thế nào? Đầu tiên là em hoang mang. Em cảm thấy như là mình bị mất một cái gì đó. Xong rồi em đi chạy đi kiếm. Em cũng đi đến nhà đó anh đó kiếm. Em biết pass của nhà anh đó luôn. Em vào nhà em kiếm mà không có. Anh đó có dẫn em về nhà ra mắt gia đình luôn. Em cũng đến kiếm mà gia đình đó anh đó không có. Anh kêu anh hơn gia đình đó không biết. Em đi liên lạc với người cũ của em, cái bạn gái cũ của em hỏi thì bạn đó kêu thôi. Thì em cũng biết chuyện tình cảm rồi, anh nên dừng lại đi, anh đừng có đi kiếm nữa. Thì mọi thứ nó mất hết. Em mất hết liên lạc của em, không biết một cái gì hết. Thì lúc đó em hoảng loạn. Nhưng mà em hoảng loạn em tìm cách đó là thôi, bây giờ mất thì cũng mất rồi, thôi bây giờ em đi kiếm những mối tình khác để em che lấp vào. Sự điên cuồng tìm kiếm nó kéo dài trong bao lâu? Dạ cũng được một tháng. Trong một tháng dạ. trời mình chạy ngược chạy xuôi dạ. nhưng mà bóng chim tâm cá. Dạ đúng rồi. Chỉ cần có một ai đó giống một cái hình ảnh như người đó thôi. Ví dụ như một lời nói, ví dụ như lâu lâu thì em nhắn tin, cái người đó kêu anh đây, là em kêu là cái người này phải không, em quen luôn. Có người em quen 2 ngày, có người em quen 3 ngày, có người chưa ai quen được em quá 3 tháng. Tại vì em đi kiếm người đó, em biết là em đi kiếm người đó. Không, em không có đi kiếm người đó. Em kiếm cảm giác an toàn. Về bản chất, em có yêu người ta đâu. Vì em không yêu người ta cho nên cái việc người ta biến mất, thì cái mất mát của em không phải là mất mát một cuộc tình, mà cái mất mát của em là cái mất mát của một cái cảm giác an toàn, mà mình yên tâm rằng là mình có giá trị với một ai đó. Và cái cảm giác đó là cái cảm giác cả một cái thời thơ ấu mà em không có. Cho nên em sợ hãi cái việc bị một mình. Em sợ hãi cái việc là mình không có một cái người định danh là người yêu. Vậy thì về bản chất ở đây đó là cái việc mà em đi tìm kiếm sự an toàn cho chính em. Dạ. Trên cái hành trình hỗn độn đó nó lại kéo dài trong bao nhiêu năm tháng nữa? Đến thời điểm gần đây thôi thì em mới ổn lại. Cái gì đã khiến cho em hiểu rằng là mình phải dừng lại? Em bị khủng hoảng trong cuộc sống. Em thành công khá là sớm đó chị. Cuối năm ngoái thì em bắt đầu em bị mất hết. Sau đó em khủng hoảng, em muốn tự
Sau đó thì em cũng may mắn là em tìm được một số người bạn và họ đưa em đến với thiền. Với lúc mà em thiền lần đầu á, thì không biết tại sao thì em lại nhớ hình ảnh ngày nhỏ của em. Em lại nhớ đến cái khoảng thời gian ở với người đó. Và em nhận ra được một cái giá trị, đó là cái những cái lời nói mà ngày trước của em á, khi mà em nói với người đó là do ba em, từ nhỏ em tiếp nhận từ ba em nói với mẹ em những câu đó. Thành ra em nói những lời đó với người đó. Em cứ loay hoay xong rồi em bắt đầu em thay đổi dần. Em bắt đầu em chữa lành cho mình nhiều hơn. Cái cuộc sống của em nó càng ổn hơn. Em không còn lao vào những cái cuộc vui nữa. Em không còn lao vào những cái mối tình nữa. Là mình đi tìm kiếm cái sự bình an thì phải quay ngược vào bên trong. Dạ. Chứ không thể đi tìm kiếm ở bên ngoài. Bởi vì sự bất ổn của các bạn nó nằm ở bên trong. Dạ. Mình dùng từ chữa lành, mình dùng từ là mình nhìn lại chấn thương tâm lý thời thơ bé như vậy. Thì có phải là mình cũng đồng thời khẳng định được rằng là mặc dù cái cuộc tình, cái sự quen biết kéo dài tròn trèm 6 năm đó nó nhiều chất liệu, nhưng rõ ràng có phải thực sự nó không phải là tình yêu không? Thật sự thì em vẫn nghĩ là em thương người đó. Em nghĩ là người đó luôn luôn ở đó, luôn luôn chấp nhận em. Em mất đi rồi thì chạy đi kiếm người đó là tại vì em nhận ra là em thương người đó. Và em nhận ra em không còn thích con gái nữa. Em bị phụ thuộc vào người đó. Em bị phụ thuộc về cảm giác có giá trị. Và đặc biệt em cảm thấy có quyền lực là cái thứ mà suốt thời thơ bé em không có. Thì mình bị phụ thuộc vào những cái khoái cảm đó, đó. Cái khoái cảm mà người bên kia cho mình. Bởi vì khi em định nghĩa đúng như vậy á, thì em mới thực sự bước hẳn vào câu chuyện đó là đóng gói được quá khứ. Mai mốt mình sẽ không cần một ai đó phải cho mình cái cảm giác đó. Mình tự tin vào chính mình mà không cần phải cầu viện từ bên ngoài. Thế thì khi mà mình kể cái câu chuyện này thì em còn có cái cảm giác bị dây dứt và hối hận vì mình đã không tử tế với người ta không? Dạ có. Em rất hối hận. Em không biết phải làm sao. Em cảm thấy có lỗi nên em cứ điên cuồng như vậy thôi. Đến khi nào thì mình mới có lại cái tin tức của cái người đấy? Đến giờ thì không có tin tức gì hết. Và chỉ là thông qua một cái người bạn thôi. Người bạn trong nhóm. Thì lúc đó là đợt dịch thì mọi người ở nhà. Em có vô tình em có thấy chị đó online. Và em vô em hỏi. Thì chị đó kêu là nó có vợ rồi. Có vợ rồi. Dạ, và đi định cư nước ngoài rồi. Và con nó đặt tên của em. Và cái người vợ đó cũng biết chuyện của hai đứa em luôn. Thì em chỉ nghe thông tin vậy thôi. Còn em kêu là chị có thể cho em xin một cái thông tin liên hệ gì đó không? Chị đó kêu thôi em đừng có làm như vậy nữa, không có tốt cho cả hai. Rồi xong đó cái người bạn đó cũng block em luôn. Em mất liên lạc luôn hoàn toàn. Tất cả những người bạn của anh đó đều block Facebook em hết. Khi mà em làm một cái Facebook khác để em tìm lại những người đó thì cũng không còn. Em không biết những người đó giờ ra sao luôn. Em bị mất hoàn toàn liên lạc luôn. Những cái số điện thoại hồi xưa em không tìm được luôn. Kể cả cái người bạn gái của em lúc đó cũng không còn kiếm được luôn. Thật sự nó biến mất. Dạ, thật sự nó biến mất hoàn toàn trên cuộc sống của em. Em không biết tại sao. Em cũng muốn không qua chương trình này. Nếu như mà đâu đó người đó có thấy được, chắc chắn là người đó khi mà nghe câu chuyện này sẽ biết được. Thì em muốn gửi một lời xin lỗi thôi. Tại vì hiện tại bây giờ nếu như mà gặp người đó, chắc em có tưởng tượng là em gặp người đó thì chắc em cũng không còn cái cảm giác như hồi trước nữa. Mà em chỉ là em muốn người đó biết người đó đang bình yên thôi. Là em cũng cảm thấy vui rồi. Thực ra để bạn ấy bình yên thì tốt nhất bạn ấy không nên nối kết lại. Bởi vì nó còn liên quan đến một người phụ nữ. Dạ. Nếu như mà cân đo đong đếm nỗi đau và sự trái ngang ở cuộc đời thì chị nghĩ cái bạn vợ sẽ là nạn nhân. Dạ. Nhiều hơn. Mình cũng không biết là người ta đã gật đầu để bước vào cuộc hôn nhân đó với những thông tin gì thì thật sự mình không biết được. Dạ. Nhưng nếu như trong vai trò chị hình dung nha, trong vai trò một người mẹ, trong vai trò một người vợ, người ta nhận ra là tên của con mình là tên người yêu cũ, chồng mình đã từng có một cái cuộc tình đồng giới. Dĩ nhiên là câu chuyện đồng giới hay khác giới nó không phải là vấn đề ở đây. Yeah. Nhưng mà nó cũng tạo ra một vài những cái vấn đề vướng mắc thuộc về định kiến văn hóa. Yeah. Và trong vai trò của một người vợ nữa. Nhưng cũng biết đâu chừng khi mà em có mặt ở đây, vũ trụ này cũng ngộ nghĩnh lắm. Vậy thì em nghĩ rằng là giả định đi, nếu người ta có xem những cái gạch đầu dòng nào là những cái gạch đầu dòng mà em rất là muốn được nói với họ. Em chỉ có một gạch đầu dòng thôi, đó là em xin lỗi thôi. Tại vì em biết là nếu như mà em là một cái người đứng ở cương vị của anh đó trong thời điểm đó thì em không chịu nổi được. Thực ra một cái lời xin lỗi nó có giá trị ở chỗ này. Em biết cái lỗi của em nó nằm ở đâu và em có mong muốn được sửa cái lỗi của em hay không. Dạ. Vậy thì thêm hai gạch đầu dòng nữa đi. Đó là thứ nhất, em biết cái lỗi của em là ở chỗ nào. Không nên xác nhận một cái mối quan hệ nào đó nếu như mình chưa chắc chắn. Thứ hai nữa là mình nên ít nhất mình phải có hai từ cho người ta là sự tử tế của mình. Thì em nghĩ nó sẽ là tốt nhất. Có vẻ như là cả cái việc hời hợt không vung bồi nữa. Dạ. Thà không nhận lời thì thôi. Dạ. Đã nhận lời thì phải đi xây đắp. Việc sửa lỗi của em nó sẽ diễn ra như thế nào? Hiện tại thì em biết yêu thương người khác hơn. Em đã tha thứ cho ba em. Em có nghe một cái bài hát Thương cha chí lớn không thành. Thì em mới hiểu được là ba em ngày xưa ba em thất bại nhiều lắm chị.
tài cao phận thấp. Đây em không có học cao nhưng mà để mà ba biết được cái cách để chuyển hóa cái cơn giận của ba nên thành ra ba mới như vậy. Chứ thật ra là ba em bây giờ hiện tại ba em khác xưa rất là nhiều. Ba em không còn nóng tính nữa. Em hiểu được cảm xúc của ba em hơn và em thương ba em hơn. Em thương ba em rất nhiều và hiện tại em tâm sự với ba rất nhiều. Khi mà cuộc sống em có vấn đề gì em đều gọi cho ba để ba có một cái cách để mà ba cho em những lời khuyên. Thì đôi khi có những người bạn của em hay gì đó, họ cần em đều có mặt và em lắng nghe thôi. Em không có những cái lời nói như ngày trước, em sẽ nghe nhiều hơn. Thì chị hy vọng rằng là nếu vũ trụ hiệp lực, bạn ấy có xem cái đoạn này, thì bạn ấy cũng yên tâm rằng là em cũng đã là một con người khác. Và cái cuộc tình đó dù thế nào đi chăng nữa thì nó cũng như một cái quá trình huấn luyện. Và bây giờ thì nó có kết quả rồi đây. Đó là mình ngộ ra được nhiều thứ, mình trưởng thành hơn từ cái trải nghiệm đó. Còn cái chuyện đã qua thì nó là đã qua. Thực sự có một cái trải nghiệm rất là đắt giá của em mà chị nghĩ là các bạn trẻ nên rất là nên để ý, đó là chúng ta đừng vội vàng tìm kiếm một cái cảm giác an toàn và gọi đó là một cái mối quan hệ tình cảm, gọi tên nó là tình yêu, khi mà thực sự bạn không có yêu người ta. Bạn cũng không vì người ta mà đến với mối quan hệ này, mà bạn đang vì những cái sự thiếu hụt của chính bạn. Bởi vì mối quan hệ đó nó sẽ khó được nuôi dưỡng. Các ông bố bà mẹ xem câu chuyện này thì hiểu rằng là những cái tác động của chúng ta nó không có đến liền được. Không có nghĩa là cái đứa bé 9 tuổi ngày hôm nay được nhận cái gì đó là ngay lập tức nó nảy nòi ra thành cái tính cách liền, mà nó là một cái câu chuyện được ủ mầm để rồi 15 tuổi nó mới bắt đầu nở, 20 tuổi nó mới bắt đầu nảy nòi. Thậm chí có nhiều người ôm cái tổn thương đó đi cả đời với những cái nét tính cách rất là đặc biệt. Thì hy vọng là chúng ta sẽ có những cái sự điều chỉnh kịp thời ở cái thời đại này để chúng ta chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhau tốt hơn. Cảm ơn Toàn rất nhiều về câu chuyện hôm nay. Giấu mặt đó mà đặt tên rồi cũng không biết giấu chưa, không biết gì là giấu chưa luôn á. Nhưng mà cảm ơn em rất nhiều vì đã chia sẻ câu chuyện của mình ở đây. Chị tin rằng nó cũng là một cái câu chuyện điển hình của rất nhiều bạn trẻ khác. Và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn ngồi ở đây mỗi tuần cùng với Ai Cũng Có Chuyện. Và mọi người thấy không, ai cũng có chuyện hết. Quan trọng là được kể như thế nào và người ta chịu kể hay không mà thôi. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho tuần này cũng đã hết rồi. Chúng ta tạm biệt nhau và hẹn gặp nhau thêm một tuần nữa ở Ai Cũng Có Chuyện mọi người nhé. Tạm biệt. Dạ em chào chị ạ. Rồi, ở đây thì chỉ có biên tập và ekip của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thôi. Dạ. Anh giới thiệu về bản thân anh giúp em ha. Và tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp. Dạ. Họ và tên là Nguyễn Hoàng Long ạ. Hoàng Long, dạ. Sinh năm 1994 ạ. Rồi, ok. Gọi Long làm nghề gì Long? Dạ, nghề nghiệp là lái máy móc ạ. Hả? Lái máy móc ạ. Lái máy móc hả? Dạ, đúng rồi. Lái máy móc là lái máy gì? Dạ, máy xây dựng cho công trình ạ. Mấy ủi này kia vậy hả? Dạ đúng rồi. Làm máy nào mình cũng biết làm thôi đúng không? Biết chạy đúng không? Dạ. Là máy nào máy cũng lái đúng không? Ví dụ như máy cuốc này, máy ủi kia là mình biết hết đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi mình đi theo công trình như vậy thì là hiện tại mình đang ở đâu? Dạ ở Đắk Lắk chị ạ. Là công trình mình ở Đắk Lắk hay là quê mình ở Đắk Lắk? Dạ đúng rồi, công trình ở Đắk Lắk mà quê cũng ở Đắk Lắk luôn chị ạ. Là mình chỉ làm ở trong tỉnh Đắk Lắk thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ok. Mình nói xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình nha. Dạ. Dạ, điểm mạnh là vui vẻ, hòa đồng và chăm chỉ, chịu khó, biết lắng nghe và biết quan tâm người khác ạ. Biết lắng nghe, chia sẻ, hòa đồng, biết quan tâm người khác. Thế là tính cách của mình đúng không? Dạ. Về sở trường của mình thì như thế nào? Dạ. Sở trường thì thích nghe nhạc ạ. Thích nghe nhạc rồi biết nhạc thích hát không? Dạ thích hát nhưng mà hát không được hay ạ. Ở đây không phải thuộc thi đầu bôi nên cứ hát.
Rồi mình hát đi. Dạ, ý là em cũng biết hát nhưng mà ý là cũng nhiều lúc cũng không thuộc bài chị ạ. Chị hát được một chút chút thôi ạ. Rồi thì thôi thì nếu như mà lượt lọt vào hai vòng hai của chương trình thì bên bên anh cũng chuẩn bị nha. Dạ. Đó, chứ không phải là tới đó rồi biên tập rồi nói là cũng không biết đâu. Dạ. Rồi công việc của anh thì lương tháng như thế nào ạ? Dạ, lương là 12 triệu một tháng ạ. Ừ, là mình có lo lắng cho ai đúng không? Dạ, không chị ạ. Là chỉ bản thân mình thôi đúng không? Dạ. Rồi mình có khoản dư nào mà để tiết kiệm để lấy vợ chưa? Dạ, có rồi chị ạ. Khoảng bao nhiêu rồi? Dạ khoảng gần được 100 rồi ạ. Ừ. Làm cái nghề này lâu chưa? Lâu. Dạ được 5 năm rồi chương trình ạ. Ừ. Làm 5 năm mà dư được mấy trăm triệu thôi hả? Dạ không, ý là mới tại vì 5 năm nhưng mà 3 năm thời gian là 3 năm đầu là vừa làm vừa học ạ. Ừ. Còn 2 năm là bắt đầu chính thức ạ. Rồi ok. Rồi về tình trường của mình như thế nào? Dạ mối tình chính thức thì chưa có. Là từ đó giờ mình đã quen luôn. Dạ có quen một một mối tình nhưng mà đơn phương thôi ạ. Ừ, một mối đơn phương. Rồi lý do vì sao không nói với người ta? Dạ cũng không biết mở lời như thế nào ạ. Chỉ biết âm thầm thích và âm thầm yêu, âm thầm và thích, âm thầm và bảo vệ người đó từ đằng sau thôi. Rồi đó thôi. Rồi bây giờ ở trên đó không có ai sao mà đi tìm xuống đây tìm mặt cát. Dạ thì em cũng đi làm suốt mà không có thời gian, với lại em cũng giao tiếp với bạn nữ cũng khó không, mình trong công việc thì mình có thể chuôn chạy công việc nhưng mà trong tình trường thì không biết mở lời với bạn gái như thế nào, rồi cũng không biết cách nói chuyện với con gái nhút nhát gái nên là phải nhờ nhờ chương trình ạ. Nhờ chương trình nhưng mà anh cũng phải mạnh dạn, cũng phải nói chuyện hoạt bát, cũng biết phải cô gái trên sân khấu thì người ta mới bấm nút cho anh. Chứ bây giờ em mà ghép cho anh mà trở nên cũng không biết cô gái thì sao, thì sao chương trình giúp đỡ anh được. Dạ. Và bây giờ ở Đắk Lắk thì anh có nhà cửa gì không ạ? Dạ có. Nhà là nhà sao anh? Dạ nhà xây ạ. Là nhà đó của anh đó. Dạ hiện tại em đang ở với ba mẹ. À, là nhà ở Đắk Lắk của ba. Rồi dạ. Có đất đai riêng không? Dạ có. À. Là có được bao nhiêu mét? Dạ 7 mét ạ. Hả? 7 mét ạ. 7 hét chứ sao 7 mét? 7 mét ạ. Đất để làm nhà thôi ạ. À có 7 mét đất đó hả? Dạ. Là 7 mét ngang á hả? Dạ đúng rồi. À. Còn dọc xuống là dài ha. Dạ. Ừ. Rồi. Rồi bây giờ mình muốn gặp người như thế nào? Dạ thì một người con gái cũng bình thường, biết quan tâm đến người khác và biết kính trên nhường dưới và biết chăm sóc cho bố mẹ hai bên và hiểu được công việc của em ạ. Về ngoại hình thì sao? Dạ ngoại hình thì cũng bình thường thôi chị ạ. Bình thường là như thế nào quá. Dạ thì
Chiều cao thì khoảng tầm cỡ 1m55 đến 1m65 ạ. Ừ, rồi mình có cầu gì nữa không? Dạ thì ngoại hình ưa nhìn một chút xíu là được. Ừ, rồi. Rồi thì đây chỉ là buổi cách đầu tiên của chương trình bạn muốn hẹn hò thôi ha. Dạ. Nếu như được gặp vào vòng hai của bạn muốn hẹn hò thì bên chương trình sẽ bắt tại. Dạ. Ừ, rồi cảm ơn bạn. Dạ. Họ tên của em lại nè, công việc quê quán của mình giùm chị. Dạ em xin chào mấy chị ạ. Dạ thứ nhất em tên là Lâm Hoài Tâm ạ. Hiện tại em sinh năm 1998. Hiện tại em đang làm DJ tại Đà Lạt ạ. Dạ nhà em thì ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ủa sao lên nó xa dữ vậy em? Dạ tại vì ký hợp đồng với quán á chị. À, rồi làm trong bao lâu mới về đây? Dạ em làm tầm hết tháng này là bắt đầu em về lại rồi. Hết hồn, tưởng đâu mấy năm nữa em mới về chứ. Dạ không Rồi. có. Ok. Vậy thì bây giờ ủa nhưng mà nếu bây giờ hết tháng này mà bây giờ chưa hết tháng này mà bây giờ ở đây về để ghi hình thì em có về được không hay là phải phải chờ xong luôn? Dạ được rồi chị. À. Nhưng mà 98 thì bây giờ quen bạn gái khi nào mới cưới được? Dạ 98 thì nếu mà hai 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 người có hợp đó thì chắc khoảng tầm nói chung là dù mà quen thì mình phải để cho hợp nhau hiểu nhau rồi mình mới cưới chứ mà quen về mà cưới liền thì cái đó nó dại quá rồi. Nhưng mà ý chị hỏi là cái sự sẵn sàng của em á. Dạ thì sẵn sàng thì lúc nào cũng sẵn sàng nhưng mà em phải kiểu như là Ừ. hiểu người ta và người ta cũng hiểu em nữa thì mới tiến đến cái vấn đề hôn nhân được. Ừ. Rồi em nói một chút về điểm mạnh, điểm yếu của em nha. Rồi cái đường tình duyên mình được bao nhiêu mối tình giùm chị ha. Dạ em từ đó giờ em quen được 4 người ạ. Rồi em Có kể ra đi. Mối dạ. đầu quen làm sao, chia tay mối hai như thế nào, mối ba như thế nào? Dạ mối mối tình đầu là hồi còn đi học à. Lúc Ừ. đó thì quen được hình như là 1 năm xong rồi bạn đó chuyển trường rồi cho nên là ở đầu tụi em chia tay. Xong rồi tới một chút thì em quen bắt đầu khi mà em nghỉ học á thì em bắt đầu em đi ra ngoài em đi làm á thì là em quen được thêm một bạn nữa. Thì quen cũng tầm 2 năm. Rồi bắt đầu bạn đó đi lấy chồng. Mà nó đi lấy chồng rồi cho nên là bắt đầu tụi em cũng bắt đầu chia tay. Rồi cái mối tình thứ ba á, thì quen nhau lúc mà gần mùa dịch đó chị. Em với bạn đó thì cũng có chuẩn bị tiến đến hôn nhân nhưng mà sau đó thì tụi em bắt đầu lục đục về cái tiếng nói chung á, hai bên không hiểu nhau, giống như kiểu mỗi người mỗi ý á. Rồi cho nên là bắt đầu em muốn dừng lại. Còn mối tình thứ tư này thì là mới vừa chia tay gần đây thôi, là chia tay được 2 tháng. Em với bạn Quen được đó là bao lâu em? dạ mối tình gần đây thì quen nhau được 4 tháng rồi chị. Bạn đó là mẹ đơn thân single mom á chị. Rồi Rồi em với bạn em không thích hiện sao? dạ không phải là không thích mà thật sự thì mới đầu thì hai người tìm hiểu nhau hợp nhau dữ lắm, cái gì cũng hiểu nhau đó, giống như kiểu là hai người hiểu nhau hết toàn bộ luôn á. Xong rồi sau đó bắt đầu sinh ra nhiều cái mâu thuẫn. Bạn công việc của bạn đó làm, nói chung là bạn đó làm xong rồi bạn nó tự suy nghĩ ra những cái tiêu cực toxic á. Rồi sau rồi là bạn đó tự kiểu dạng như là tự biến cái câu chuyện vô để cho hai đứa nó tiêu cực theo. Một phần em đi làm cũng áp lực á, thứ nhất em đi làm áp lực xong rồi về em nghe những cái toxic đó em chịu không được cho nên là em với bạn đó quyết định dừng lại trong cái êm đẹp thôi. Rồi Dạ. được bao lâu rồi em? Cái mối Dạ. tình đó. Dạ cái mối tình đã chia tay đây được 2 tháng rồi chị. À, Dạ. rồi ok. Thế thì trong cái môi trường em làm việc thì nó không có người để mình tìm hiểu hay sao? Dạ vẫn có nhưng mà tính nè quán á, thứ nhất là nó có quán em á là quy định là không cho À, không cho quen nhân ở trong viên. đó. Dạ đúng rồi. Rồi cái thứ hai nữa là môi trường trong đó thì nó thật sự chị cũng biết là môi trường ba nó rất là phức Tạp tạp. không? Ừ. Dạ đúng rồi, nó rất là phức tạp. Mà khi mà mình đi vô đó mình quen ở trong đó hay là mình yêu nhau ở trong đó nó sẽ bị cái kiểu giống như là
sinh ra phát sinh ra nhiều thứ lắm. Dạ. Rồi vậy thì bây giờ em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Dạ thì ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán gì vậy? Dạ thì nói chung là em thì rất là dễ, mẫu bạn gái của em thì nói chung là chỉ cần nói chung là bình thường thôi, được rồi chị, không cần mà nhất thiết là phải xinh đẹp rồi giỏi giang hay là làm cái công việc gì cao sang. Nói chung chỉ cần là người ta quan tâm, thấu hiểu em được thôi. Ừ. Dạ. Quan tâm, thấu hiểu, rồi tuổi tác như thế nào, lớn hơn được không hay là single mom gì đó được không? Dạ, lớn hơn em 1-2 tuổi hoặc là 2-3 tuổi vẫn được, nhưng mà đừng có lớn quá. Ừ. Dạ. Single mom thì sao? Dạ, single mom vẫn được ạ. Nhưng mà quan trọng là single mom nếu mà người ta hiểu với em thì đó, em cũng có chia sẻ với chị lúc nãy là em cũng có quen single mom đó. Thời gian đầu thì người ta hiểu em dữ lắm, nhưng mà sau thời gian đó mà người ta thô xích ra nhiều chuyện quá cho nên là bắt đầu em không thích nữa. Ừ. Ok. Rồi quê quán thì sao? Ở Đà Lạt luôn được không? Dạ, ở Đà Lạt thì lại càng tốt quá chị. Ủa vậy hả? Thích ở đó rồi hả? Thích, dạ, em lên đó em... mình ở trọ, mình thuê hay sao vậy Tâm? Dạ, em lên em thuê trọ. Em thuê dạng như phòng khách sạn á chị, mà thuê tháng á. Bao nhiêu tháng? Dạ, tầm 2 triệu rưỡi rồi chị. Ờ. Dạ. 2 triệu rưỡi đó là em đâu có nấu nướng gì đâu đúng không? Người ăn ngoài đồ hết chứ gì? Đúng không? Dạ, tại vì em có một mình em à, cho nên là em ăn ngoài cho nó tiện, chứ em cũng không có đi chợ nấu nướng. Dạ. Ô, mà tính ra cũng được thế, là 2 triệu rưỡi một tháng. Ừ. Tâm ơi, nhưng mà bạn gái mà single mom nhưng mà lớn tuổi hơn em được không? Dạ, em có chấp nhận bạn gái lớn tuổi hơn em không? Dạ, lớn hơn em vẫn được, nhưng mà nói chung thì chỉ cần người ta hiểu em thôi, chứ em không có quan trọng người ta có xinh hay là gì đâu. Rồi yêu xa được không? Ví dụ như người ta đang không ở Sài Gòn thì được không? Ví dụ như là từ Quỳnh Nha Trang, Bình Định đổ vào đây được không? Dạ, vẫn được ạ. Ok. Rồi, vậy là lên Đà Lạt được bao nhiêu lâu rồi Tâm? Dạ, em lên nay được một năm rưỡi rồi. Em chơi cho quán nào đấy? Dạ, em chơi cho V Club ở ngay chợ đêm Đà Lạt đó chị. Ok. Dạ. Rồi, nếu lên lần trước lên đấy vậy không gặp nhỉ? Không biết, chưa biết, bây giờ mới biết. Dạ. Rồi. Chung với Ngân 98 hồi Tết á. Thế kêu Ngân giới thiệu người cho. Em với Ngân thì lại không thân, tại vì một phần em với Ngân thì kiểu trong công việc thôi, còn ngoài ra thì không có thân lắm à. Thân nó chắc ông Quang cũng đập em luôn á. Ok rồi, cảm ơn Lâm nhiều ha. Có gì chương trình sẽ liên hệ lại với em nếu có người phù hợp ha. Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ. Ừ. Rồi xin chào bạn nha, đầu tiên xin mời bạn giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình ạ. Dạ, quê em ở Đồng Nai chị ạ. Họ tên, tuổi tác, công việc mình tự giới thiệu đi bạn ơi. À, tự giới thiệu luôn hả? Trời chứ sao tôi giới thiệu giùm bạn được. Bạn tên gì, họ tên, công việc của mình, tuổi tác của mình, quê quán mình ở đâu? Dạ, em là Nguyễn Quang Huy. Sinh năm 1993 nha. Rồi công việc em là gì? Đầu bếp nha. Bếp, đầu bếp là đầu bếp gì? Đầu bếp hải sản á, làm đầu bếp nấu ăn á chị. Ý chị là bếp hoa, bếp Á, Âu, em làm trong đâu? Em mô tả ra một chút về cái chỗ em làm đi. À, em làm bếp Á nha. Làm, đang làm ở đâu em? Làm ở trước, làm ở Vũng Tàu rồi em về Đồng Nai em làm nha. Làm cho quán nhậu hay quán gì? Dạ quán ăn nhà hàng hải sản á. Ừ. Rồi quê gốc em là ở đâu? Quê ở Đồng Nai nha. Có em có đạo gì không? Có đạo Thiên Chúa. Rồi em bây giờ là em đang ở chỗ làm hay là em đang ở đâu? Dạ em đang gần chỗ làm chị ạ. Gì gần chỗ làm là sao? Ở nhà em hay là gần chỗ làm là sao á? Chị chưa hiểu. À, gần chỗ làm á. Rồi đang ở nhà á. Trời ơi, thì ông nói ông ở nhà đi. Không còn gần chỗ làm. Nhà ở Đồng Nai, làm ở Đồng Nai luôn đó đúng không? Ừ.
Ok, em nói một chút về điểm mạnh, điểm yếu và cái đường tình duyên của em giùm chị nha. Dạ, thì trước giờ em có được 3 mối tình rồi nha. Chia tay là lý do là địa lý xa quá. Rồi, 3 mối tình mà toàn là ở xa không hả? Hay sao? Dạ, có một mối tình ở gần nhưng mà mối tình đấy không có sâu đậm á. Còn hai mối tình thì ở xa nên... Vậy tại sao mà chia tay? Dạ. Ừ. Sao mà chia tay em? Thì do khoảng cách địa lý chị. Xa quá thì cả hai không thấy đến tới được với nhau nên chia tay chị ạ. Ừ. Dạ. Rồi thôi ok, em có cái điểm mạnh gì không? Điểm mạnh thì... người lo cho gia đình với ngoài xã hội thì đi giao tiếp cũng tốt. Ừ. Rồi có tật xấu gì không em? Tật xấu là hút thuốc hơi ít thôi, phải hơi nhiều chứ. Em hút thuốc ngày 8 điếu chị nhé. Hút nhiều không? Khoảng 7-8 điếu á. Dữ vậy hả? Do công việc nó ép lực á. Ừ. Rồi, ok, em đã từng kết hôn gì chưa? Dạ, chưa nha, chị nghe em là độc thân nha. Ừ. Chị. Rồi, ok, bây giờ thích tìm mẫu bạn gái như thế nào? Có, em độc thân có chúa thẩm định nhé. Em là đại thiên chúa. Có chúa thẩm định hả? Dạ. Rồi, bây giờ thì sao, muốn tìm một người con gái như thế nào? Dạ là bây giờ một người con gái ở gần cùng, nói chung là cùng quê đi, dạ, ở Đồng Nai á. Mến sao mà làm việc ở Đồng Nai được rồi. Ừ, ngoại hình tuổi tác thì như thế nào em? Thì tuổi thì cỡ như em, bé hơn em cũng được, lớn hơn em 3-4 tuổi cũng được. Lớn hơn 3-4 tuổi được luôn hả? Dạ, xinh xắn được rồi. Nói chung miễn đẹp là được ha. Không cần đẹp đâu cha, miễn xinh xắn là được rồi. Biết lo cho gia đình là được rồi. Rồi. Rồi gì nữa không? Yêu cầu gì nữa không? Sao dễ đẹp vậy? Đẹp giống em chị em được cao rồi. Bao nhiêu? Em cao bao nhiêu? Em cao 1m7 chị ạ. Ừ. Rồi. Nặng 64 kg nha. Rồi ok. Miễn sao đẹp giống chị được rồi. Trời ơi, chưa thấy tôi mà biết là chị cũng dễ thương dữ luôn. Mà nghe giọng nó là em biết chị xinh rồi. Trời ghê quá vậy. Chà, khéo miệng vậy mà sao không cua được em nào vậy? Chị Huy, nói thật đi. Dạ. Em mà cái miệng như thế này rồi vô nhà hàng đó mấy em thiếu gì luôn là thả thính một cái là dính liền luôn chứ. Chắc tại em nghèo hay gì chị ạ? Lương được nhiêu đâu, chị phân tích ra coi, lương được nhiêu. Lương thì đủ sống 10-12 triệu à. Ở dưới đó 10-12 triệu được rồi. À, nhưng mà với mấy người đó người ta không đáp ứng được, người ta không chịu. Nhiều như vậy nhiều khi em đòi đại gia hay là gì, mấy cô chân dài quá, chị mình bình thường thôi. Thì em bình thường mà. Bình thường thì người ta đâu có đòi hỏi em chi cao, người ta cũng bình thường. Nhưng mà cái số em xui chị. Ừ. Sao vậy? Trong đó không được hay sao? Trong đó có dạ. Ai ok không? Có cô dạ. Nào ok không? Chị thấy là miệng em là cũng biết cô gái lắm rồi đó. Chị thấy vậy là chị đã thấy em đâu mà. Không, nhưng mà em nói chuyện em khéo nè, cũng khéo mồm lắm. Ừ, chưa gặp chị mà biết khen chị là chị thấy là khéo lắm rồi đó. Gặp cô nào đẹp nữa là chắc khen tới luôn. Sao mà không được? Ủa, lúc nãy em đã nói là em biết cách giao tiếp ngoài đường mà. Vậy đó hả? Rồi bây giờ ca hát được không? Chị có ca ok thì em hát được nha. Trời, lên sân khấu hát được không? Sân khấu có, lúc đấy lên sân khấu có karaoke okay không chị? Không em, có coi chương trình chưa? Mình đứng mình hát chay thôi, nó không có ca ok gì hết á. Hát chay hả? Để bây giờ để hẹn chị mấy mốt. Mốt em tập luyện thêm ha. Em tập quá. Ừ đúng rồi. Ok em. Chứ giờ mà em hát chị nghe chắc chị cúp điện thoại nữa. Đúng rồi. Thôi được rồi, chị cũng
hết giờ của em rồi, nên là thôi để thì nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại cho mình rồi mình sắp xếp mình trao đổi thêm với em nha. Ấy vậy Cảm ơn phải được chọn đó hả? Huy. Thì bữa nay em casting thôi mà chưa có biết mà, rồi tụi chị phải xem lại. Nếu mà em được chọn á thì sẽ có biên tập trao đổi thêm với em về nội dung đó. Ấy về chị chọn em đi. Trời ơi, thì cái đó tính sao Chị nha. Rồi em cái phần chờ lâu ok, rồi. rồi cái phần casting của em xong rồi đó, tại nhiều bạn còn chờ Huy cho nên Đây là đây. em thoát cuộc gọi nha, rồi Chị có gì mình gặp lại sau. nhớ để phần cho em nhá. Rồi ok, chào em nha. Dạ em cảm ơn chị nhiều nha. Rồi chào Dạ. em. Chúc chị ngày mới vui vẻ. Vâng. Dạ chị cúp trước đi. Đâu được, em thoát ra đi, tụi chị còn ẹt người mới vô nữa. Em ơi.